Rất là hạnh phúc được ở đây phục vụ sớm và để cho số hàng được qua bên nước bạn cho được nhanh, làm việc tốt. Bên cánh tài xế và chủ hàng rất là hài lòng. Quá trình cái thực hiện cái xuất nhập khẩu qua cửa khẩu thì chúng tôi là nêu cao cái vai trò trong cái công tác đối ngoại giữa lực lượng biên phòng với lại lực lượng quản lý của phía bạn, nhằm để tạo mọi cái điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp trong cái công tác phòng dịch. Thì chúng tôi cũng luôn luôn để trao đổi với phía bạn để hai bên cùng đưa ra cái phương án. Ngành chức năng trong cửa khẩu thì đã tổ chức phối hợp với nhau rất là tốt, đảm bảo quân số trực trong những ngày Tết như những ngày bình thường để đảm bảo hoạt động cho các cái doanh nhân thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa. Thứ hai nữa là cũng phối hợp tích cực với phía ban quản lý bên Trung Quốc để hai bên thống nhất tất cả các phương án, vừa đảm bảo phòng dịch vừa đảm bảo cái hiệu quả xuất nhập khẩu. Năm 2021, dự báo hoạt động xuất nhập khẩu sẽ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, với sự chủ động của các cơ quan hữu quan hai nước, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai hứa hẹn sẽ đạt được nhiều kết quả khả quan.